xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh mỹ thuật việt cũng như cái đầu đề bài viết mình đã nói thì hôm nay mình uh, chia sẻ một cái video cũng ngắn thôi đây là cái trang uh, facebook của mình à, và vừa rồi thì mình uh, được báo một cái thông tin là từ một anh bạn ở trong sài gòn anh ấy phát hiện ra một cái đơn vị một cái một cái nhóm họa sĩ hay một đơn vị thì mình không rõ thì đã lấy hình ảnh của bên trung tâm mỹ thuật Việt của mình để đưa vào cái bài bài viết trong là chạy cuộc quảng cáo trên Facebook đây cái bài viết đây 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 là trang vẽ đây là trang fanpage vẽ tranh tường One Art hội họa sĩ tranh tường Sài Gòn hội họa sĩ tranh tường Sài Gòn mà lại đi lấy hình ảnh của một người khác đưa vào làm quảng cáo mà không hề hỏi ý kiến cái người chủ nhân có những sở hữu những hình ảnh này để xin phép hay là có cái thương lượng gì cả thì mình cũng không biết cái vấn đề này thì thông qua một người anh ở trong Sài Gòn anh ấy phát hiện bạn ấy chạy quảng cáo ở trong Sài Gòn thôi nhưng không chạy ra đây thì thực ra nói cho cùng thì cái hình ảnh nó cũng chả là cái gì cả nó bình thường thôi ở trên mạng nói chung bây giờ hay là Facebook hay là trên website thì mọi người vẫn cứ lấy hình ảnh của nhau là hết sức bình thường nhưng mà có một cái điều rất là là, là, là hại ở cái chỗ là các bạn không không hiểu được thì đây là cái hình ảnh thương hiệu của bên mình hình ảnh của bên mình đào tạo những khóa này trước đó rồi bây giờ các bạn lại lấy lại như thế này bạn không trích dẫn nguồn ảnh từ đâu hay là mượn của ai như thế này thì rất dẫn đến sự hiểu hiểu lầm của những cái người người ta đang muốn tham khảo về các cái khóa học như thế này thì người ta sẽ đánh giá là không biết cái hình ảnh này của bên nào đào tạo hay là không biết của của ai và người ta sẽ bị lung tung hết tại vì chính xác bây giờ mình cũng đang phát triển ở trên youtube rồi phát triển cả trên facebook mà những anh em bạn bè người ta đang tìm hiểu về khóa học người ta không biết là cái đơn vị nào là chính xác là là, là dạy hoặc là có những cái khóa học đã trải qua như thế này rồi thì đấy như thế là rất ảnh hưởng đến cái cái người mà có những cái hình ảnh như này vậy các bạn hành động như các bạn không hề suy nghĩ và khi mình uh, nhận được cái thông báo mà anh ở trong Sài Gòn anh ấy uh, nói với mình thì uh, mình sẽ phép được giấu tên uh, anh đấy thì uh, gửi cho mình cái đường link của cái trang này mình vào mình cũng nhắn tin rồi comment cả trên này nhắn tin riêng rồi bảo yêu cầu uh, bên uh, bên sở hữu cái cái trang này hạ xuống nhưng bạn này thì nhắn tin rất hồn nhiên bạn mà thôi em xin lỗi em cho em mượn à, hình ảnh của anh một hai tuần và mình cũng có bình luận cả trên đây nhưng mà thấy xóa hết bình luận rồi đây là giấu hết bình luận rồi chứ không phải ai bình bình luận như bình thường xóa hết bình luận và giấu đi rồi thì chỉ nói đơn giản này em xin lỗi rồi là em làm như thế cũng không ảnh hưởng gì đến anh anh ở Hà Nội em ở trong này không ảnh hưởng đến anh ấy thì mình thấy bạn ấy trả lời thế thì đã chứng tỏ là bạn ấy không hiểu biết gì thì à, bạn ấy bảo là cho, cho em mượn 1-2 à, tuần thì đến thời điểm này à, quá hai tuần rồi mình bắt đầu làm cái video này cũng là một phần để em gửi cho bạn đấy để bạn ấy sẽ hạ cái hình ảnh này xuống hai là cũng à, có một lời nhắn nhủ tới tất cả các anh em bạn bè nào mà đang có dự định làm cái việc như vậy thì cũng nên suy nghĩ lại hoặc là phải nếu mà cần thiết lắm thì phải uh, hỏi ý kiến bất cứ một cái đơn vị nào mình muốn lấy hình ảnh mình đưa lên quảng cáo như này để công công khai trên thông tin nó rộng như này thì ảnh hưởng đến thương hiệu của người đó thì mình tốt nhất là mình phải hỏi ý kiến hoặc là xin phép nếu mà được đồng ý thì mình hãng hãng đưa hình ảnh vào đấy chứ còn làm như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của chính bạn và chính người khác thì nói chung là luật bản quyền về về quốc tế thì rất mạnh nhưng ở Việt Nam thì hầu như là chưa có. Đây là trên Facebook chứ còn uh, nếu mà ở trên uh, YouTube thì hoàn toàn bị xóa ngay. Đặc biệt là trên YouTube người ta quản lý video rất là mạnh, các bạn phải phải xóa video ngay. Nếu mà lấy video người khác, nếu mà người ta phát hiện người ta báo spam cắm cờ vào là buộc bên uh, bên phải xóa, nếu không thì xóa hẳn kênh luôn. Thế là luật bản quyền bên uh, YouTube nó vẫn mạnh hơn. Đây thì hình ảnh này nói có sách, máy có chứng. Đây hình ảnh là bên uh, khóa khóa thứ hai của bên uh, mỹ thuật Việt. Kích vào cho mọi người xem, mình sẽ dứng đây. Trang này là trang uh, học vẽ chấm nét của mình. Thì uh, mọi người vào trang học vẽ chấm nét. Nó vào uh, cái bài đầu tiên là uh, học vẽ tranh tường ở tại Hà Nội. Đây thì khóa 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 1. Cũng có 6 thành viên thôi. Đến khóa 2 thì các bạn các bạn đấy lấy hình ảnh ở khóa 2 click vào đây. Nhưng mà khóa 2 này chắc không phải lấy ở web mà chắc lấy ở trên Facebook, mình không có đóng logo gì cả. Đây chính là hình ảnh khóa 2 của bên mình. Có cả video nữa thì mình sẽ giới thiệu video để cho nó cụ thể chứ mình không có dám nói sai sự thật đối với các bạn đấy. Đây là góc của mình. Đấy, hình ảnh của khóa 2 này. Đấy, hình ảnh này nha, khóa 2 này. Ở trong cái này có luôn. Này, khóa hai này trên Facebook của bạn đấy này. Đấy. Này khóa hai này. Đây. Ở trên web của mình đây. Này, đóng logo đàng hoàng số điện thoại học vẽ chấm net đây số điện thoại của mình đây thì bạn cũng lấy một số hình ảnh chứ không phải lấy hết đây hình ảnh của bên đây, các của bạn đây à, facebook đây đây khóa hai hết đấy thì uh, bên này cũng đều có hết cái hình ảnh này đây, chụp bài riêng của mỗi người đấy đây bạn đây này đấy bài khác bài này cũng có ở dưới nữa à, trên này đấy <laughs> chắc mình không đưa vào hết nhưng mà đây là, là xác nhận đây là khóa hai của mình đấy thì sang bên youtube thì mình có video giới thiệu về khóa hai đây các bạn nếu mà muốn xác nhận các bạn mà đang quan tâm khoa học ấy mà cần biết đúng cái trung tâm nào dạy phương pháp tốt rồi chất lượng tốt thì các bạn phải tham khảo kỹ chứ còn cái vấn đề làm ăn làm việc của mỗi người thì mình không nói các bạn dạy các bạn làm vấn đề gì cũng được miễn là không vi phạm pháp luật không vi phạm bản quyền thì mới ổn được nhưng không thì các bạn không thể bền vững được đấy thì mình nói như vậy thì cũng lưu ý để cho cái video này để lưu ý cho các bạn mà đang muốn tham khảo các khóa học về tranh tường ở Việt Nam nói chung thì các bạn lưu ý đây thì mình dẫn chứng cái video mình của khóa 2 này các bạn đánh vào là học vẽ tranh tường khóa K2 thì cái video khóa K2 lên đầu tiên này khóa K2 trong đây thì nói về cái mình quay mỗi một chỗ một đoạn mình ghép vào các bài ghép vào đấy và youtube cái kênh youtube của mình cũng là nấy là mỹ thuật việt luôn cũng là đấy là, là mỹ thuật việt thì facebook của mình cũng là mỹ thuật việt đây là mỹ thuật việt đây trang cá nhân này. fanpage của mình cũng là mỹ thuật việt luôn đó tên thật của mình là nguyễn văn soái đây, đây là fanpage của mình cũng là vượt trang hữu cá nhân một trang nữa cũng là trang mỹ thuật việt đó thì đây là cái video của khóa k2 đây, như thành viên các bạn đang xem này đây là mình đang vẽ thị phạm cái tán cây tùng video này cũng khá là dài bốn mấy phút nhưng mà là giới thiệu từ đầu đến cuối của năm bài học trong một khóa học Đây là các cái nút mình vẽ thị phạm mạng này hơi chậm đấy đây là bài trần bay đầu tiên không biết sao sao xem tận cuối này à hình như các cái khóa này là học bài trần mây sau về sau này mình mới cho các bài trần mây lên đầu thì hiện tại trung tâm mỹ thuật việt bây giờ đang sang khóa chuẩn bị khóa thứ sáu rồi đây là mới là khóa thứ hai thì bạn ấy lấy hình ảnh ở đây Đó, thì như thế thì mình cũng nói lại là ảnh hưởng đến thương hiệu của người khác như thế thì không nên và mình đã yêu cầu gỡ rồi bạn ấy không gỡ thì bắt đầu mình mới làm cái video này để nói cho mọi người biết mình cũng sẽ gửi vào tin nhắn cho bạn đấy cái video này để yêu cầu bạn ấy gỡ xuống mình cũng thoải mái thôi bạn ấy bảo xin lỗi rồi bạn ấy nói này nói nọ mà không ảnh hưởng gì đến anh rồi cho em một hai tuần thì mình ok ngay cũng bảo là ok thế nhưng mà có hai tuần thì bạn vẫn cứ để đấy chạy quảng cáo thì mình phải làm cái video như này chứ mình không khó khăn gì cả thế còn hình ảnh các bạn lấy ở trên mạng trên facebook có thể là lấy tranh của người này để đi vẽ tranh rồi cái đấy là hiện hoàn toàn bình thường kể cả mình cũng thế có những lúc mình lấy nhưng mình vẫn xin phép người khác đấy hoàn toàn bình thường nhưng các bạn tránh đưa những cái tác phẩm của người khác lên nói là của mình mà không dẫn chứng nguồn thì cái đấy là một cái sai lầm mà làm ảnh hưởng đến thương hiệu của người người khác. đấy thì mình nói luôn nếu đấy là hình ảnh ở trên Facebook còn nếu mà các bạn mà có thể lấy video mà đăng lên thì hoàn toàn bị xóa ngay chỉ một thời gian ngắn là bên cái video người ta sẽ phát hiện ra được các bạn lấy video và báo cáo với YouTube thì các bạn khả năng bị bị khóa kênh là rất cao xóa kênh luôn ấy. tại vì lấy uh, video người khác bật kiếm tiền hoặc là lợi dụng để chạy quảng cáo là ở luật bản quyền ở YouTube là rất mạnh chỉ cần cắm cờ và báo spam là các bạn sẽ bị ao ngay đấy thì qua video này mình cũng <laughs> chia sẻ vậy thôi để tất cả các bạn lưu ý đang có ý làm hoặc là chuẩn bị làm thì sẽ phải suy nghĩ lại hoặc là phải xin phép bên những người mà sở hữu cái hình ảnh đó hoặc là những video đó mình muốn dùng thì mình phải xin phép hoặc là trích dẫn nguồn thì mới được chứ không thì như này là nói chung là luật bản quyền là vi phạm và ảnh hưởng đến thương hiệu nên nó không ai để yên như vậy được thì các bạn lưu ý À, thôi thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn